lễ đài. Đơn vị có chức năng huấn luyện sử dụng ngựa nghiệp vụ đấu tranh phòng chống tội phạm. Được tạo thêm động lực, truyền cảm hứng khi tận mắt chứng kiến màn trình diễn hùng hậu, rất bài bản, chuyên nghiệp, sự trưởng thành lớn mạnh và đáng kính thẩm lên hiện đại. Lực lượng cảnh sát cơ động ngày càng trưởng thành, vững mạnh toàn diện mọi mặt và lực lượng xung kích đi đầu dấn thân vào những nơi nguy hiểm, khó khăn nhất, bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội. Thực là tôi không biết nói gì hơn ngoài hai từ là vinh dự và tự hào, và trách nhiệm vô cùng to lớn khi mà được cùng với cả hàng nghìn con người ở đây thực hiện cái lễ kỷ niệm ngày hôm nay. Và đây là một cơ hội để thể hiện rằng là chúng tôi đã cố gắng hết mình, cũng như là thể hiện được nỗ lực lớn lao của không chỉ riêng tôi mà toàn thể các đồng chí đồng đội. Đây cũng là một niềm vinh dự và tự hào mà hiếm có trong vấn đề binh nghiệp của chúng tôi ạ.